dân ta, gọi bằng danh ta, khẩn thiết khiêm cung và khao khát tìm ta và từ bỏ đường gian ác đó ở chốn thiên cung. Ta lắng nghe buông tha lỗi lầm, giết lành đất này mắt ta giờ đây sẽ đoái xem. Tại ta lắng nghe, ta thấu nghe lời cầu xin từ nơi đó. Khi dân ta gọi bằng danh ta, khẩn thiết khiêm cung và khao khát ta giờ đây.